Có thể đây là điều bạn chưa biết về thánh tích của Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu. Những gì bạn đang thấy đây là hòm đựng thánh tích Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu nặng 250 kg và đã được rước gần 130 lần đến hơn 80 nước trên thế giới. Hàng ngàn người đã đến viếng và cầu nguyện trước thánh tích của vị thánh nữ nhỏ bé, khiêm nhường, qua đời lúc 24 tuổi. Vị thánh trẻ đã gây chấn động thế giới với con đường nên thánh nhỏ bé, trở thành gương sáng cho hàng ngàn người và được rất nhiều người chọn làm bổn mạng. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã bày tỏ sự tôn kính thánh tích của Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu trong giây phút thinh lặng cầu nguyện và đặt một bông hồng trắng trên bàn trước hòm đựng thánh tích của thánh nữ trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 16 tháng 6 năm 2023. Đức Thánh Cha chia sẻ, mặc dù cơ thể ốm yếu, nhưng trái tim thánh nữ vẫn tràn đầy sức sống và tràn đầy tinh thần nhiệt huyết truyền giáo. Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu là bổn mạng của các giáo xứ truyền giáo, nhưng Ngài chưa bao giờ được sai đi truyền giáo. Dù không lộ diện, Thánh Teresa đã truyền cầu cho các sứ truyền giáo giống như một động cơ, mặc dù bị che giấu, nhưng mang lại sức mạnh cho phương tiện để nó tiến về phía trước. Hôm nay, trước thánh tích của Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu, chúng ta hãy xin Ngài truyền cầu và trợ giúp chúng ta. Theo dõi tôi để biết thêm nhiều điều bổ ích.